buổi tối tất cả các anh chị, rất vui khi được gặp lại tất cả anh chị trong một buổi tối. Và chúng ta cũng sẽ, tất nhiên là sẽ có rất nhiều người nhận rất nhiều điều để nói trong buổi tối ngày hôm nay. Cũng khá là lâu rồi chúng ta cũng không gặp nhau trong một cái buổi tối để chúng ta cùng tổng hợp lại những điều mà chúng ta cần chia sẻ. Một lần nữa thì nếu như mà cái chất lượng âm thanh của video nó không tốt lắm thì mong các anh chị thông cảm nhé. Mình cũng rất là cố gắng và cũng rất là muốn khắc phục rồi. Nhưng mà chắc là cũng bọn mình cũng không phải là người dân chuyên nghiệp và cái trình độ công nghệ chắc là cũng có hạn. Và đây thì bọn mình cũng làm với cái khía cạnh là chia sẻ cộng đồng thôi, cũng không phải là quá chuyên nghiệp gì, nên là mong là các anh chị thông cảm. Thôi chúng ta đi thẳng vào nội dung của buổi trao đổi ngày hôm nay thôi. Nếu các chị không nghe được thì nghe nó hơi khó thì các chị chịu khó một chút. Hôm nay thì mình sẽ thảo luận về cái vấn đề đó là thị trường bị hụt thanh khoản. Như các chị thấy là có nhiều câu hỏi đặt ra, mà trong thời gian qua thì mình cũng hơi bận một chút, không có thời gian để chúng ta cùng trao đổi thảo luận những góc nhìn đấy cùng với anh chị. Thì thị trường nó rơi rất là nhanh và nhiều anh chị cũng có hỏi mình là tại sao thị trường rơi nhanh như vậy. Và ngoài việc thị trường rơi nhanh thì cái việc mà thanh khoản nó bị hụt đi rất nhiều, chứng tỏ là dòng tiền nó bị hụt đi rất nhiều. Thì với cá nhân mình thì cái đợt sụt giảm này, mình cũng nghĩ kỹ lại, thì nó nằm ngoài những cái tư duy của thị trường chứng khoán. Vậy tại sao nó lại nằm ngoài cái tư duy của thị trường chứng khoán? Thì mình cũng sẽ cùng thảo luận với các chị cái nội dung đó ngày hôm nay. Và khi một cái điều gì đấy nằm ngoài tư duy của thị trường tài chính, của thị trường chứng khoán, không phải thị trường tài chính mà là thị trường chứng khoán, thì có lẽ những cái nhận định, những cái để chúng ta đoán thông thường thì chúng ta cũng đương nhiên là chúng ta vẫn sử dụng những cái phương pháp đấy được, nhưng mà đôi khi thì chúng ta cũng cần có một số cái lưu ý và chúng ta sẽ cùng thảo luận những cái lưu ý đấy trong cái buổi ngày hôm nay. Hôm nay thì mình thảo luận về một số nội dung. Thứ nhất là góc nhìn về lên thị trường, lên thị trường xấu, nhưng mà có lẽ là mình nghĩ là nó sẽ có một tuần đâu đó khoảng lặng trước bão. Thì tuần này thì có lẽ là mình nghĩ là thị trường mới có nhiều cửa để phục hồi. Nhưng mà nó là một khoảng lặng trước bão, rồi mình vẫn tư duy, mình vẫn nhìn, nó nhìn đó là không tích cực cho lắm. Thứ hai, chúng ta sẽ nhìn vào thị trường trong nước. Thứ ba là chúng ta sẽ nhìn về góc nhìn là hụt thanh khoản. Và đó là cái nội dung chính của buổi ngày hôm nay. Mình sẽ trình bày về cái quan điểm của mình, cái lý giải của mình về cái đợt rơi này. Tại sao cái đợt rơi này như vậy, rơi nhanh, rơi thẳng đứng và cuối cùng dẫn tới cái tình trạng hụt thanh khoản như vậy. Có lẽ là các chị cũng, nếu thực sự nếu các chị không biết là các chị có tìm ra được cái lời lý giải của mình hay chưa, hay là các chị hay là chúng ta đổ lỗi. Mình thấy trong thời gian vừa qua mình rất khó chịu chuyện là nhiều YouTuber kiến thức không có, nhiều nhà đầu tư tự đổ lỗi cho phái sinh, cho cái này cái kia và bảo là thị trường nó như thế là vô lý. Nhưng mà mình, cá nhân mình hôm nay mình sẽ trình bày góc nhìn của mình. Ba tuần vừa qua thì mình khá là bận với một số cái công việc cá nhân nên là mình không có cái cơ hội chúng ta cùng thảo luận. Hôm nay thì cái gì mình sẽ trình bày góc nhìn của mình và hy vọng là các chị có thể chia sẻ cái góc nhìn này của mình. Nếu các chị thấy đúng, các chị thấy đúng đắn, các chị thấy hợp lý thì các chị cùng chia sẻ cái góc nhìn này của mình đến cho nhiều anh chị khác để chúng ta có được cái nhìn, góc nhìn đúng đắn. Ít nhất là mình hay nói đó là ít nhất là chúng ta phải có cái nhìn đúng, chứ đừng nói là thị trường sai, đừng bao giờ nói thì sai cả, mà chúng ta phải tìm được cái lý giải cho nó đúng. Và từ ít nhất là chúng ta hiểu cái lý giải đúng đấy, chúng ta mới hành động đúng được. Và từ cái hành động đúng thì chúng ta mới thấy là có cái hiệu quả đầu tư. Nếu các chị thấy cái góc nhìn này đúng thì chị có thể chia sẻ đến những đồng nghiệp, bạn bè hay là những người quen biết của anh chị về cái nội dung, cái ý mà mình muốn trình bày. Và cuối cùng là hành động của chúng ta, đấy là một ý. Nên thị trường chúng ta đã nói quá nhiều rồi, xấu, và mình nghĩ là cũng sẽ tiếp tục xấu thôi, không tốt. Và nhưng mà tuần này thì có lẽ chúng ta thấy sẽ lại dễ thở một chút. Có ba cái chủ đề chính. Thứ nhất là lạm phát và lợi suất trái phiếu, thứ hai là tình hình chiến sự của Ukraine, và thứ ba là cái vấn đề Trung Quốc và Zero Covid. Chúng ta sẽ đi từng yếu tố. Nhìn chung thì đầu tiên là chúng ta nói về lợi suất trái phiếu chính phủ. Thì cá nhân mình nghĩ rằng là khi mà lợi suất trái phiếu chính phủ nó chạm cái mốc 3,2, mốc đỉnh của năm 2018, thì cái việc phái lôi này nó bình thường thôi, rất là bình thường về mặt kỹ thuật. Đồng thời thì chúng ta thấy rằng là chúng ta thấy rằng là trong thời gian gần đây chứng khoán Mỹ rớt quá kinh khủng, nên là cái việc mà nhu cầu vào trái phiếu tài sản an toàn là rất bình thường, nên làm cái bond yield nó giảm. Và ở đây thì mình nghĩ là giảm này nó cũng rất là bình thường, nếu không chúng ta không có gì để nói cả. Và mình, cá nhân mình nghĩ đó là cái cao điểm của cái đợt tăng bond yield này,
nó sẽ đến vào khoảng tháng 6 và tháng 7, và cá nhân mình nghĩ là nó sẽ vượt ngưỡng đỉnh năm 2018, vượt 3.2, và mình nghĩ là thị trường chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục sập, sẽ tiếp tục giảm về mức sâu hơn. Còn thị trường chứng khoán Việt Nam thế nào thì có lẽ là mình không biết, chúng ta sẽ nói sau. Có thể là chúng ta thấy là có những phiên mà Mỹ giảm 5%, chúng ta không hề hấn, chúng ta tự muốn thị trường muốn tự cái câu trả lời đó là không liên quan đến thế giới, thì lát nữa chúng ta sẽ bình luận sau. Nhưng mà nhìn chung thì mình nghĩ rằng là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ mình nghĩ tiếp tăng, và quãng nghỉ ở đây thì có lẽ là mình nghĩ là cái quãng nghỉ nó trong ngắn hạn thôi, và cũng sẽ có khả năng là tháng 6 tháng 7 là mình nghĩ rằng là tăng lãi suất thì nó cũng là một phần, nhưng cái việc mà giảm cái chương trình mua lại trái phiếu thì cái kiểu đấy là nó bị hụt tiền, thực sự là mình nghĩ nó sẽ bị hụt tiền. Thì cá nhân mình nghĩ là bond yield nó sẽ tiếp tục tăng và vượt đỉnh của năm 2018. Thị trường chứng khoán Mỹ thì nó giảm quá nhiều rồi, thì nó đã có 8 tuần giảm liên tiếp rồi, và tuần này mình nghĩ là phục hồi nó cũng chỉ là chuyện bình thường thôi. 8 tuần giảm liên tiếp vậy, nó giảm 20% từ đỉnh các chỉ số chính, như Nasdaq thậm chí là giảm 30%, thì chuyện đấy thì chúng ta cũng đã đều biết rồi. Và tuần này nên là mình cũng không nhìn vào chỉ số đấy, tuần này giả sử nó có phục hồi thì cũng là chuyện rất là bình thường thôi, phục hồi trong xu hướng giảm. Mình nhìn vào một cái đó là cái số lượng cổ phiếu đã gãy hơn 200 ấy, thì hiện tại thì còn chỉ còn khoảng là có lúc 10, bây giờ thì còn 14, 15. Mình nghĩ là nếu phục hồi thì còn khoảng 20, 25 gì đấy số lượng cổ phiếu trên 200, còn đâu là trên S&P 500 là nó đã gãy hết. Nên là cái đà phục hồi này mình nghĩ là nó cũng là hồi kỹ thuật một cách rất bình thường, nhưng mà còn rơi nữa hay không mình nghĩ là còn nguy cơ để cho cái việc đó là nó còn còn rơi nữa. Nên là xấu thì chúng ta cũng thấy là cái bức tranh nó quá rõ rồi, hồi thì có thể là tuần này hồi, tại vì hồi nhiều 8 tuần rơi rồi, PVN đấy rơi 6 tuần, người ta thấy hồi một tuần, thì cái việc mà S&P 500 rơi 8 tuần thì hồi một tuần nó chỉ là chuyện rất bình thường thôi. Nhưng mà đây là thị trường giá xuống, chúng ta phải khẳng định như vậy, 80%, 90% cổ phiếu là dưới 200 rồi, thì thực sự là đây là thị trường giá xuống mạnh. Chúng ta nói rất nhiều rồi, với mình thì là một cái thị trường mà dưới 40% cổ phiếu mà trên 200 đã là một thị trường yếu, bây giờ nó có khoảng 10 đến 20%, thì mình nghĩ là đây là thị trường nó rất là yếu, chúng ta phải chấp nhận. Và chúng ta thấy là điều này nó diễn ra nó cũng rất là bình thường thôi. Về vấn đề lạm phát thì nhìn chung là nó vẫn tiếp tục tương đối là căng, giá cả hàng hóa leo cao này nó cũng không có gì cả, bức tranh thì mình thấy là nó không có gì nhiều. Và tóm lại về thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu, thị trường hàng hóa thì mình vẫn đánh giá nó khoảng ở mức khoảng 2-3 điểm, cho nên là mình đánh giá nó khoảng mức ở 2 đến 3 điểm. Và tuy nhiên thì trong tuần này thì có thể là hạ nhiệt, còn những cái nhịp hồi của thị trường chứng khoán thế giới chúng ta cũng phải xem đấy, đấy là những nhịp hồi rất bình thường thôi, chứ không có gì nó quá lạ cả, rất nhiều thì hồi thôi, chứ không phải là có nhiều gì nó quá tích cực một cách đặc biệt. Về cái chủ đề lớn thứ hai, xung đột Ukraine, thì chúng ta thấy là chắc là vẫn leo thang thôi, nhưng mà trong thời gian vừa qua thì chúng ta thấy là Nga dần dần cũng đã chiếm được ưu thế ở những khu vực mà họ ưu tiên, ở khu vực phía đông này thì Nga hiện tại chúng ta thấy là chiếm ưu thế ở một số cái khu vực ở ven một số cái thành phố biển này, đúng không ạ, thì Nga hoàn toàn là chúng ta thấy là chiếm ưu thế. Truyền thông phương Tây thì mình nghĩ là vẫn tiếp tục thừa nhận cái điều đấy, thì mình nghĩ là đấy, bây giờ nước Ukraine tiếp tục là sẽ bị chia cắt cái kiểu này thôi, Nga thì tiếp tục tràn sang Ukraine thì tiếp tục thổ, và vấn đề này mình nghĩ là nó sẽ tiếp tục liên tục là kéo dài. Nhưng mà cũng có một cái điều mà mình nghĩ rằng là chúng ta phải thừa nhận, đó là trước đấy thì chúng ta bảo là sức mạnh của Nga thì nó có vẻ là yếu thế hơn, đúng không, so với nếu mà Ukraine được được viện trợ từ Mỹ, từ từ châu Âu, đúng không ạ, thì nhưng mà rõ ràng là Nga hiện tại đang đi cũng những bước tiến khá là vững chắc ở trên chiến trường Ukraine, thì đấy là một điều mà chúng ta thấy là tương đối bất ngờ. Mình cũng không quá rành về quân sự, nhưng mà ra hẳn là có một điều là đấy là cái cuộc chiến này nó tiếp tục và nó kéo dài, và những cái vấn đề hệ lụy của nó thì nó vẫn sẽ tiếp tục. Còn Trung Quốc và Zero Covid thì vấn đề này mình nghĩ là nó được cải thiện chút chút, nó tương tự như Việt Nam đang lockdown thời gian thì chúng ta thấy là số ca nhiễm giảm, và bây giờ một số thành phố ở Trung Quốc thì bắt đầu là giữa phong tỏa. Và Trung Quốc thì mình nghĩ rằng là chúng ta đều biết là đưa ra gói kích thích kinh tế đấy, bơm đấy, thì cá nhân mình nghĩ là đây là một điều đương nhiên thôi. Trung Quốc luôn họ 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 kinh tế khi mà họ cần thì họ bơm thôi, và mình nghĩ thì cái gói bơm của Trung Quốc ấy nó không ảnh hưởng nhiều tới thị trường tài chính quốc tế, ở trong đó có Việt Nam. Nhưng dù sao thì cái việc mà Trung Quốc đã dần dần là hết cái việc mà giữa phong tỏa Zero Covid ấy, thì là một cái tác động mà mình nghĩ là nó tích cực, nó khiến cho cái nguồn cung hàng hóa nó không bị khan hiếm nữa. Và mình nghĩ là nếu như thế
thì có phải là cái vấn đề Trung Quốc mở cửa thì đương nhiên là nhu cầu cái hàng hóa cơ bản nó tăng, nhưng mà nguồn cung thì dần dần nó được giải quyết, cái chuỗi cung ứng nó tốt dần, thì mình nghĩ rằng đây là cái điều mình nghĩ rằng là tương đối là ok. Mình nghĩ là đấy là cái điều nó tích cực và cũng rất là hoan nghênh đấy. Cũng cũng rất là mừng, cũng rất là mừng vì 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 cái chuyện đấy, đúng không ạ? Thì ba cái vấn đề lớn này, ba vấn đề lớn đó là lạm phát và tăng lãi suất, Ukraine và zero covid, thì chúng ta thấy là vấn đề zero covid là ít nhiều nó có cái sự cải thiện. Ở các vấn đề kia thì mình thấy rằng là nó vẫn căng, nó vẫn tương đối là căng. Thì mình vẫn đánh giá là góc nhìn lên thị trường thì ở mức độ khoảng từ vẫn mức độ khoảng 3 điểm thôi đấy, chứ không không phải là quá cao. Và nếu chúng ta đấy, mình vẫn hay nói đấy là nếu các anh chị mà quan tâm và nghĩ rằng là vấn đề thị trường thế giới nó có ảnh hưởng thì mình đánh giá nó mức độ khoảng 3 điểm. Còn nếu chị không quan tâm thị trường thế giới, bảo là Việt Nam một cách độc lập ấy, thì các chị cũng không cần quan tâm. Nhưng mà các chị cũng cũng nếu các chị đã theo dõi mình thì các chị cũng biết rồi, Việt Nam không đứng một mình và mình đã có rất nhiều sự cảnh báo từ rất lâu rồi, từ rất 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 lâu. Đấy. Thì cái bối cảnh chung là vậy, bối cảnh chung, bối cảnh lớn là vậy. Thì chúng ta đi vào thử xem là cái thị trường trong nước nó diễn biến như thế nào. Thì thị trường trong nước cái bối cảnh thì mình nghĩ là nó cũng không thay đổi nhiều. Trong nước thì được hưởng lợi thì phục hồi nền kinh tế hậu Covid thôi. Định giá thị trường thì nhiều người bảo là có vẻ hấp dẫn, xuống thấp thì có vẻ hấp dẫn, hút tiền. Nhưng mà mình nghĩ rằng là cái bối cảnh nó cũng không được cải thiện nhiều. Và có một cái điều nữa mới mà trong vòng khoảng 3 tuần gần đây mình muốn nói với chị nhiều mà không thể nói được, chưa có thời gian để nói, và mình cũng đã thảo luận cái ý này với rất là nhiều các anh chị mà mình quen biết hoặc là trong group tư vấn, đó là Minsky Moment, nghĩa là lát nữa mình sẽ trình bày giải thích lý do tại sao là thị trường lần này nó rơi ngoài những cái logic thông thường và rơi theo đường thẳng thứng, mà sau khi rơi thì nó mất thanh khoản, thì lát nữa ở cái phần thanh khoản chúng ta nói. Nhưng mà nhìn chung thì đấy, thị trường trong nước thì ở đây chúng ta thấy là 11 tuần thì chúng ta cập nhật thử, thì thực ra thị trường trong nước bây giờ yếu lắm. Bây giờ nó cũng có khoảng chỉ còn khoảng 20%, 20, có lúc dưới 20 số lượng cổ phiếu là trên MA 200, trên MA 200, và như vậy là một thị trường yếu, một thị trường rất là nhiều rủi ro, và một cá nhân mình nghĩ là nó ít cái cơ hội giao dịch mà theo cách chuẩn chỉnh. Nghĩa là thường chúng ta gọi là xuống dài thì ok, xuống trung hạn ok, xuống ngắn hạn ok thì chúng ta mới tham gia. Đấy, thì bây giờ thì rõ ràng là mình nghĩ là có nhìn đến tiêu cực. Nhưng mà các chị bảo là vậy thì nó có tạo đáy chữ V hay chưa, thì quá trình hôm trước chúng ta cũng đã có thảo luận rồi. Đây là cái cách mà thị trường tạo đáy chữ V này, đây rõ ràng là chữ V đúng không ạ? Nhưng mà mình nghĩ là cái nhịp này thị trường không thể tạo đáy chữ V được, không thể tạo đáy chữ V được. Hôm trước chúng ta đã thảo luận UV thì mình thiên về nếu có thì sẽ là tạo đáy chữ U hơn. Tại vì chữ V V thì thì thường thường là chúng ta thấy là có một cái gì đấy nó liên quan đột biến tới chính sách tiền tệ, có gì đấy nó nới lỏng, có gì đấy đột biến đúng không ạ? Nhưng mà hiện tại thì mình nghĩ là dư địa chúng ta không nhiều. áp lực lạm phát lớn, áp lực lạm phát toàn cầu lớn thì mình nghĩ dư địa chúng ta không nhiều, nên là nếu mà có bản tạo đáy Đấy thì mình vẫn ưu trên tiên. nhé, mình không biết là đáy hay chưa đâu, nhưng mà nếu có mình nghĩ Nghĩa là thị trường yếu, và nếu như có tạo đáy thì một kịch bản đẹp ấy. Đó là một kịch bản ấy. Tạo đáy nhiều tuần đi ngang ở trên khu vực, quanh cái khu vực đáy. Còn bây giờ thì chúng ta thấy một tuần, 2 tuần hay 3 tuần ấy, thì nó chưa nói được điều gì. Còn về khả năng kịch bản đáy chữ V thì mình nghĩ là nó không xảy ra. Đấy, và cái cụm nến thì rõ ràng là như, nếu chúng ta nhìn cái cụm nến ở trong ngắn hạn ấy, mình đặt dấu hỏi là đáy hay chưa thì mình cũng chưa thấy cái dấu hiệu, thực sự là nó không phải là nhảy kết luận, nhưng mà chúng ta thấy là cũng chưa có những dấu hiệu gì của việc là thị trường tạo đáy cả. đấy, có những nhịp chúng ta thấy là hồi 5-7 cây rồi sau đó là rơi, thì có thể những nhịp này nó tương tự như vậy thì sao, chứ không thể kết luận được. Và dư địa rơi thì mình nghĩ là nó vẫn còn. Thì Thì nhìn chung ấy là về thị trường trong nước chúng ta có thể kết luận một số ý là yếu hay không, còn yếu có rủi ro hay không, còn rủi ro chắc đáy hay chưa thì chưa chắc đáy, và cách tạo đáy kỳ vọng thì như thế nào thì mình mong rằng là nếu mà có tạo đáy thì sẽ tạo đáy hình chữ U hơn là hình chữ V, chữ U hay là chữ L gì đấy hơn là hình chữ V, thì V bây giờ khó khó có cửa đấy. Vậy thì tại sao nó bị hụt thanh khoản? Như chị nói với mình là sao rơi được vậy, đặc biệt là mình nghe một số cái chị trên báo mạng, tại vì trong thời gian qua thì mình di chuyển nhiều, thì ngồi trên xe, ngồi trên máy bay thì mình hay đọc báo mạng, hay nghe YouTube, và là làm sao có chuyện mà thị trường rơi thẳng đứng gần 400 điểm như vậy được, có khủng hoảng kinh tế Việt Nam hay chăng, có cái gì đấy hay chăng. Mình nghe thì ok là mình cũng 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 cũng
thực sự là một người tham gia thị trường ấy, thì mình cũng cố tìm cách mình lý giải, chứ là thị trường nó có logic của nó, và nhiều người kêu như vậy có rồi lại bảo là đổ lỗi phái sinh, đổ lỗi tự doanh, đổ lỗi vân vân đấy, có nói đổ lỗi đấy rất là sai. Thì mình tìm một cái mô hình gì mà mình bảo là có thể lý giải ấy, thì mình đâu đó mình nhìn tìm được cái mô hình nó có thể lý giải được, và nó lý giải được cho hai chuyện. Một là câu chuyện rơi thẳng đứng, và hai là sau đó là thị trường mất hút thanh khoản. Đó là Minsky mô hình. Các chị có thể đọc lại cái lý thuyết này, nghĩa là cái thị trường tài chính ấy, cái lý thuyết này là thuyết về 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 tính bất ổn ấy. Nghĩa là có một cái khoảnh khắc ở trong thị trường tài chính ấy, nó chuyển từ trạng thái ổn định sang cái trạng thái bất ổn, và có thể đó đâu đó là do cái sự chững lại của cái thị trường nợ. Các chị đọc kỹ hơn thì chị có thể thấy được cái lý thuyết này. Thì ở đây chúng ta thấy là một thị trường đầu cơ giá lên được hình thành từ nợ, và nợ thì bao gồm là nợ cả nợ cổ phiếu và nợ trái phiếu. Trái phiếu chúng ta vừa rồi chúng ta thấy rồi, còn nợ của cái cổ phiếu thì là margin, còn nợ nhiều người là ở thị trường nợ nữa. Thì rõ ràng là ở đây thì trong cái vụ siết trái phiếu á, mình nghĩ là chúng ta đã kiềm chế được một cái vụ, một ngăn chặn, và cho cái việc là thời điểm Minsky này, nó khoảnh khắc Minsky này nó diễn ra sớm, và đương nhiên là nó vẫn có tính sát thương, nhưng mà có lẽ là nếu mà chúng ta để tiếp tục một khoảng thời gian nữa, khi mà cái quả bom này này nó lớn hơn đó, nó nổ thì nó sẽ có cái tính sát thương nó còn cao hơn. Các chị có thể đọc về cái này, nghĩa là tới một cái thời điểm mà vừa rồi ấy, thì khi mà margin chúng ta căng đúng không ạ, thì khi mà cái thị trường trái phiếu chúng ta đang căng đúng không ạ, thì bây giờ chúng ta ngăn nó lại, và cái việc ngăn nó lại đấy thì các chị có thể tìm hiểu, các chị có thể tìm để các chị, mình có một cái bài ở trên cà phê mà rất là may ấy. Đó là các anh chị phóng viên ấy, họ trích dẫn lại gần như là nguyên văn. Thì mình các chị có thể đọc lại cái bài này này, thì mình có thể đọc lại cho anh chị này, nghĩa là có một khoảnh khắc mà ở đó hệ thống tài chính ấy, nó di chuyển từ trạng thái bất ổn, trạng thái ổn định sang trạng thái bất ổn. Và nói cách khác, khoảnh khắc Minsky là khi các nhà đầu tư sử dụng nợ vay buộc phải bán các tài sản của mình để hoàn trả nợ vay, dẫn đến sự sụt giảm mạnh trên thị trường tài chính ở bất kỳ chu kỳ tín dụng hoặc kinh doanh nào ấy, thì khoảnh khắc này là khoảnh khắc nhà đầu tư bắt đầu gặp khó khăn về dòng tiền và vòng xoáy nợ nần gây ra. Và cái việc này này nó dẫn đến cái làn sóng suy giảm thanh khoản là trước tiên, và sự sụt giảm bất ngờ của thị trường tài chính. Và thị trường tài chính ấy, lúc đó nó rơi theo cái phương thẳng đứng. Vậy thì khi mà cái này này, thời điểm Minsky này diễn ra này, thì chúng ta hãy quên đi những cái logic thông thường về cái thị trường, ví dụ như là đắt rẻ, ví dụ như là PE, PX, cái đấy quên đi, đơn giản thôi, thị trường tăng hay giảm là do dòng tiền. Và khi cái việc này xảy ra này, thì khi nào nó hết ấy, thì khi đó thì nó sẽ dẫn tới cái hiện tượng ấy mà người ta gọi là làn sóng giảm quy mô nợ, deleverage. Thì cái này nó diễn ra ở cả cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức. Nghĩa là doanh nghiệp thì chúng ta thấy này, như thời gian vừa qua này, đó là phải tất toán các cái khoản trái phiếu trước hạn, không thể đảo nợ được. Do đó thì chúng ta thấy là dòng tiền đâu ra mà đảo, đúng không? Các nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư cá nhân thì cũng như vậy, sử dụng margin rất là nhiều. Cái việc sử dụng margin thì cực kỳ nhiều, và nhiều anh chị là vay ngân hàng, sau đó và vay ngân hàng trước, như là ví dụ chúng ta không có tiền thôi, chúng ta vay 1 tỷ ngân hàng, từ 1 tỷ ngân hàng chúng ta vào thị trường tài chính, margin 1-2 đấy, chúng ta được 3 tỷ, và chúng ta chơi một cách cực kỳ là bạt mạng. Ví dụ thị trường rớt như này này thì dẫn tới anh chị là phải trả nợ ngân hàng, nên nhiều anh chị thực ra là chúng ta phải bán, và đây là cái làn sóng là tự giảm cái quy mô nợ. Và cái làn sóng này một khi nó kích hoạt thì thị trường nó sẽ rơi tới khi nào là thị trường nó ngừng cái làn sóng là giảm đòn bẩy. Thì đây mình không nói là thị trường nó tạo đáy hay chưa nhé, mình không bình luận đến nó ở đây, mà mình giải thích cái cách rơi có thể có thì chưa, mình mong là thị trường đã tạo đáy. Thứ hai là chúng ta phải khẳng định là thị trường rơi rơi tăng hay là rơi là do dòng tiền. Và đấy, và cái thứ ba, bây giờ cái điểm mấu chốt quan trọng nhất ấy, và cá nhân mình nhìn vào ấy, thì nó là cái việc là khi nào giảm đòn bẩy xong. Nhưng mà vậy, ở đây mình xong không, ở đây nó không có nghĩa là cung margin, không có nghĩa là cung margin, mà là tự giảm, là
quan trọng hơn là cái việc tự giảm mạnh, nó xảy ra ở cả thị trường cổ phiếu và thị trường trái phiếu, và nó làm cái thanh khoản chúng ta ấy, nó bị hụt và khiến cho là chúng ta thấy là thanh khoản gần như là mất hút. Ví dụ như là đầu tiên là margin ở thị trường cổ phiếu đi thì nó tăng rất là nhanh. Các chị nhìn cái đường xanh này, xanh màu nhạt hơn này là đường vốn hóa, nó xuất phát ở đây đây và nó tăng ở đây. Nhưng mà margin là xuất phát từ dưới này. Năm 2018 ấy, khi thị trường sụp ấy, thì margin thậm chí không sụp, mà sau đó thì chúng ta thấy là có làn sóng margin của các nhà đầu tư lớn, của các nhà cá nhân lớn ấy, coi đó là một kênh tín dụng khác, và margin đặc biệt tăng nhanh trong 2 năm trở lại đây. Và đây là cái số liệu thống kê không chính thức, số liệu thống kê từ FinPro thì họ nói là khoảng chưa tới 180.000 tỷ, nhưng cá nhân mình khảo sát ấy, thì có thể là nó hơn. Và ở đây không phải là công ty chứng khoán của margin, mà là cá nhân. Nhiều khi cá nhân chúng ta phải giảm bằng bài nợ. Như đấy mình nói, thì chúng ta vay ngân hàng 1 tỷ đi, chúng ta đầu tư chứng khoán lỗ thì bây giờ giả sử chúng ta cũng phải sợ ấy. Nên là cái việc mà chúng ta phải tự hạ bằng bài, sau đó hoàn trả nợ vay cho ngân hàng khi đến hạn, đấy là chuyện rất bình thường. Cái hạ bằng bài là như vậy. Cái nhiều thì cũng như vậy thôi. Nào trái phiếu tiền đâu ra thì có phải là tự hạ đòn bẩy margin ở trên cái thị trường cổ phiếu không? Đấy, đấy là những câu hỏi mà nếu chị muốn nghiên cứu sâu vào chủ đề này này, nó cũng là một cái chủ đề rất là hay. Thì cái việc mà hạ đòn bẩy ấy, nó cái vòng xoáy đấy nó phá hủy khủng khiếp, nó phá hủy cực kỳ khủng khiếp, và các anh chị có thể tìm hiểu thêm về cái việc này. Và khi mà doanh nghiệp gia đình, doanh nghiệp cá nhân, tổ chức hạ cái đòn bẩy đấy, nó có thể khiến cho nền kinh tế nó đi xuống. Thì các chị có thể đọc nhiều cái. Hy vọng là cái việc mà chúng ta cho cá nhân mình, những là những chính sách kịp thời, nó chưa tới cái giai đoạn mà nó có thể gây những cái hiệu ứng lớn, ví dụ như là nền kinh tế phải tăng trưởng chậm lại. Nhưng cái việc mà ở trên thị trường tài chính ấy, nó chứng kiến những cú rơi, thì đấy là điều mà mình nghĩ là nó rất là bình thường. Và vừa rồi thì là thị trường cổ phiếu đó. Còn thị trường trái phiếu thì mình nghĩ là hôm trước mình có nhìn lại thì quy mô thị trường trái phiếu nó cũng lớn lên cực kỳ là kinh khủng, cực kỳ khủng khiếp. Và nếu mà nhìn cái con số thì thị trường chứng khoán ấy, cả cổ phiếu và trái phiếu ấy, trên GDP thì mình giật mình, đó là nó tới 150%, và cái mức này thậm chí là nó còn cao hơn so với nhiều thị trường phát triển. Đấy, vốn hóa thị trường chứng khoán là 150% GDP, các chị nhìn lại đi, nó cao hơn rất nhiều so với nhiều thị trường mới nổi hoặc là nhiều thị trường phát triển. Thì cái việc mà chúng ta thấy là hạ đòn bẩy ở thị trường này là mình nghĩ rằng là một cái sự hợp lý, và nó có thể là làm thị trường chứng khoán rơi nhanh, nhưng mà nó không có gây một cái tổn hại quá lớn đến nền kinh tế. Đấy là cái điều mà mình nghĩ là cái quan điểm của mình, cái nhận định của mình. Đấy, và nếu chị có muốn đọc kỹ thì chị có thể đọc kỹ cái bài này. Vậy thì bây giờ ở đây này là mình không bình luận thị trường đã đáy hay chưa, có thể rồi hoặc chưa này, chỉ để lý giải sát nhất cái diễn biến thị trường, cũng không đánh giá thấp việc nhìn nhận bối cảnh thị trường vĩ mô, mà chỉ muốn làm rõ yếu tố nào là yếu tố quan trọng nhất. Cái chị bảo là bây giờ rẻ, cái chị bảo là vĩ mô tốt, cái chị bảo là ABCD, nó không phải đâu. Cái mà mình nghĩ quan trọng nhất bây giờ cái chị xem ấy, là quá trình giảm quy mô nợ của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân ấy, đã diễn ra xong hay chưa. Xong thì đáy, còn không thì không đáy. Đấy, nên là trong một cái thời điểm, một cái khoảnh khắc mà nó đặc biệt như vậy, các chị có thể đọc thêm về khoảnh khắc Minsky này, Minsky moment này, thì các chị thấy là trong một khoảnh khắc đặc biệt như vậy thì tất cả những góc nhìn của chúng ta, nếu mà nhìn đơn thuần về thị trường tài chính là thị trường chứng khoán không á, là chúng ta thấy nó sai. Ví dụ chúng ta bảo là thị trường rẻ rồi 12 lần, nó có thể 10, nó có thể 9, nó có thể 8, thậm chí thấp hơn. Quan trọng là khi nào cái quá trình hạ đòn bẩy này nó kết thúc. Đấy, cái co hẹp cái đòn bẩy này nó kết thúc. Và các chị có thể đọc thêm về lý thuyết này, tại sao nó rơi thẳng đứng, thị trường nó rơi thẳng đứng, và sau khi rơi nó mất thanh khoản thì là như vậy. Và khi mà cái quá trình đấy nó diễn ra thì có thể là bắt đầu một cái mô hình mới, và bắt đầu là người ta vay mượn một cách bình thường, và nhu cầu đầu cơ thì bắt đầu là trở lại. Nhưng mà đôi khi thì nó không đi tới những cái bước này. Đấy, đầu cơ quá mức, còn là cái thị trường mà giá lên mà địa trên nợ quá mức ấy, thì thông thường là nó mới xảy ra những cái khoảnh khắc như vậy. Đấy là cái góc nhìn của mình để lý giải là tại sao các chị đừng nghe ai cả bảo là thị trường bây giờ nó vô lý. Mình nghĩ là nó rơi như vậy là hợp lý, và quan trọng là chúng ta phải tìm được cái khung lý thuyết để chúng ta đưa nó vào phân tích. Và khi mà rơi như vậy thì đương nhiên là đôi lúc nó lệch ra khỏi cái giá trị thực,
đấy là cái chuyện nó cũng rất là bình thường thôi. Đấy, đây là cái mean skew moment thì đôi lúc nào nó lệch ra khỏi cái giá trị thực cũng rất là bình thường. Đây, đúng không? Mình không nói là đã đáy hay chưa, mà cái chuyện là lệch ra khỏi giá trị thực rất là bình thường. Có những đoạn rơi xuống như này, nó cũng rất là bình thường. Nếu mà nhìn lại trên cái trạng này này, chị chú ý này. Đây, ví dụ là một cái đường đường lên đường EMA 200 tuần như này này. Đường lên một đường EMA 200 tuần như này. Thì giả sử như đợt Covid này, chúng ta thấy là nó rơi lệch xuống cái đường giá trị này. Sau đó lôi lên, nó rất là bình thường. Tức là giả sử bây giờ nó rơi xuống cả cái đường này, sau đó nó mới lên. Đấy là cái điều mà mình nghĩ là nó cũng cực kỳ, rất là bình thường, rất là hợp lý, rất là bình thường đó. Nếu mà nó xảy ra, và mình nghĩ là đã xảy ra rồi, và mình đặt nó là thời điểm Minsky, mà nó khoảnh khắc Minsky mà nó là sớm, sớm cái từ sớm của mình ở đây này. Nghĩa là mình đã, cái chính sách của chúng ta, nghĩa là không cho đến đây này, nó xảy ra. Nghĩa là không nó, cho nó xảy ra ở đây, mà là cho nó xảy ra ở, ở đoạn này. Sớm như thế này thì cái tổn hại, cái tổn thương cho thị trường tài chính thì nó không lớn. Đấy, nhưng mà nó sẽ rơi khi nào cái quá trình mà mình nói nó cân bằng xong, chứ không phải là chúng ta bảo rẻ nó ngưng rơi, chúng ta bảo là cái này kia nó ngưng rơi. À, mình cũng không đánh giá thấp cái việc là phân tích theo chu kỳ kinh tế, nhưng mà hoặc là vĩ mô hay là bối cảnh vân vân ấy, nhưng mà đây là cái nó đang quan trọng nhất, đây là cái nó đang quan trọng nhất. Và các chị hãy quan sát cái điều quan trọng nhất đấy, nếu các chị là người quan tâm tới thị trường nó còn rơi hay là đã ngưng rơi, nhìn đúng thì chúng ta mới có cái cách chúng ta giải quyết đúng được. Đó là về câu chuyện hụt thanh khoản. Rồi còn hành động của chúng ta thì sao? Hành động thì trong thời gian vừa qua thì mình không thể gặp tất cả anh chị được, cũng ít thảo luận, nhưng mà mình có data mining trong thời gian vừa qua nhiều, lấy data nhiều. Thì có một cái hành động đầu tiên thì cái mình hay nói đó là chuyện ngàn hai. Bây giờ là nó cũng là ngàn hai, nhưng mà mình thấy là vốn hóa nó tăng khoảng 1,7 triệu tỷ rồi so với ngàn hai của năm 2018. So với ngàn hai của năm 2007 thì đừng nói như vậy. Nên ai bảo là thị trường không lớn á, mình nói là sai hoàn toàn. Ở đây nó đã làm tốt chức năng huy động vốn, nó đã làm tốt chức năng cho nhiều doanh nghiệp lớn lên, giúp cho nền kinh tế lớn lên, nó cũng tạo nhiều cơ hội cho nhiều nhà đầu tư cá nhân. Chỉ là số điều không tăng lên thì là do chúng ta thấy rằng là có nhiều doanh nghiệp phát hành quá nhiều. Nên đây là cái câu chuyện là thứ nhất là chúng ta thấy rằng là thị trường chứng khoán nó vẫn diễn biến rất là tốt trên phương diện thuần của thị trường chứng khoán, kênh huy động vốn. Nên là bây giờ chúng ta thấy là thị trường không tăng thì là do nó cũng có những mặt trái, là có nhiều doanh nghiệp nó không tốt. Thì quan trọng là bây giờ nếu chúng ta nãy giờ chúng ta nói câu chuyện ngắn hạn ấy, thì bây giờ chúng ta nói câu chuyện xa hơn tí, thì bây giờ hành động như nào thì tư duy được dài hạn, nhưng mà phải chọn đúng được cái doanh nghiệp. Nghĩa là bây giờ cái thị trường nó vẫn làm tốt chức năng hút vốn thôi, và nhiều doanh nghiệp vẫn win rất lớn trong thời gian vừa qua, và cả kể cả doanh nghiệp lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn thì chúng ta thấy là họ vẫn thắng trong game này vừa qua rất nhiều. Và khi mà cái game giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp ấy, thì có thể là có những game win-win, nhưng mà có những game mà doanh nghiệp mà thắng, mà doanh nghiệp lớn thắng thì đương nhiên là nhà đầu tư hại rồi, họ in dây lấy tiền. Đấy, cái câu chuyện cùng mốc 1-2 là thị trường lớn lên thì mình muốn nói là như vậy. Nên là cái cơ hội nó vẫn nhiều, thị trường nó vẫn tốt theo cái góc nhìn là kênh huy động vốn thì tốt như vậy. Thì đấy, đấy là những người, nó nhờ những người như chúng ta, những nhà đầu tư đây, và nó tốt huy động vốn như vậy thì chúng ta phải biết cho mặt gửi vàng. Đấy, câu chuyện ta là ok, bây giờ đã rẻ rồi thì chúng ta có thể là phần nào đấy chúng ta nói là rẻ rồi thì chúng ta có thể là tính tới cái chuyện là chúng ta chọn mặt gửi vàng. Chọn mặt gửi vàng được hay chưa thì mình nói thật là mình nhìn ra thế giới thì mình không phải là thấy nó rẻ lắm đâu, nhưng mà mình nghĩ là có thể là mua được. Đấy, PE forward năm 2022 đi, đâu đấy nó khoảng 12 lần, năm 2023 thì nó đâu đấy nó khoảng 10 lần, thì mua 2-3 năm mình nghĩ là tầm nhìn đấy là ok. Thì chúng ta chỉ còn lưu ý một cái nữa là mua ngành nào thôi. Thì ở thời điểm tại thì mình nghĩ là nhiều sự lựa chọn, nhưng mà các anh chị nên làm sao để đảm bảo cái an toàn tài khoản cho anh chị. Và cái ngành nào thì giả sử bắt buộc phải chọn cái ngành bây giờ thì hãy chọn những cái ngành đây này, trong cái mô hình lên chuyển nhóm ngành người ta cũng nói rất là rõ, đó là hãy nhóm ngành phòng thủ và hãy đảm bảo an toàn với lạm phát. Nhóm ngành phòng thủ và đảm bảo cái sức kháng cự với lạm phát, đó là nhóm ngành tiện ích, đó là nhóm ngành chăm sóc sức khỏe, đó là nhóm ngành hàng tiêu dùng thiết yếu. Đấy, nó có một số doanh nghiệp về vật liệu, về năng lượng nữa, nhưng mà ở cái mức mà thị trường hàng hóa đang mức cao đây này thì có thể là không phù hợp, chúng ta dễ đu đỉnh. Thì cứ nếu mà bắt đầu phải chọn thì phân bổ những ngành nó an toàn một chút, nó lâu bền một chút, tiện ích, chăm sóc sức khỏe,
hàng tiêu dùng thiết yếu. Đấy, những nhóm ngành mà chúng ta có thể là cân nhắc. Đó, hôm nay thì không gì hơn, mình cũng đi một vòng thôi. Và cái quan trọng nhất là mình giải thích về cái vấn đề đó là chúng ta cứ dùng tư duy thông thường về thị trường chứng khoán ấy, là có thể chúng ta sai, bởi vì chúng ta sẽ đánh giá có thể là rẻ rồi, mua vào, rẻ rồi, ngừng rơi. Hoặc là nó rơi như vậy thôi, làm sao có chuyện là rơi 20% trong vòng khoảng một tháng. Đúng không? Thì cái góc nhìn của mình về cái điều mà chúng ta đang, cái điều mà thực tế nó đang xảy ra, và cái đợt này, cái yếu tố nào là quan trọng nhất để thị trường nó ngừng rơi, thì mình nhìn vào cái Minsky moment, nghĩa là cái khoảnh khắc này, thì khoảnh khắc Minsky nó đang xảy ra như vậy. Và quan sát thị trường cổ phiếu với margin như nào, quan sát thị trường trái phiếu với trái phiếu như nào, các số liệu như nào, thì chúng ta sẽ cùng cập nhật. Và cái quá trình này mình nghĩ là nó còn xảy ra ở trong trong quý 2. Lên hay xuống, đáy hay chưa, đó là thảo luận của mỗi người. Mình đưa ra cái góc nhìn, cái khuôn khổ để chúng ta có thể thảo luận. Ở đây tất nhiên là mình có cái quan điểm riêng, nhưng mà xin phép là mình không chia ra chia sẻ ở đây, mình chia sẻ cái khung. Tại vì chúng ta có rất nhiều nhà đầu tư, và ở đây mình chia sẻ cái khung một cách chung nhất để cho anh chị có thể chúng ta nhìn đúng nhé. Các chị, đầu tiên là mình nhìn đúng nhé, nhìn đúng chúng ta mới giải quyết đúng, chứ đừng nhìn sai rồi sau đó giống như số nhà đầu tư nó đổ thừa vào này, đổ thừa vào kia, thì cái đấy là không đúng. Chúng ta nhìn đúng trước đã, nhìn đúng vấn đề, nhận diện vấn đề, nhìn đúng vấn đề, theo dõi vấn đề đấy, và từ đấy mới đưa ra được cái giải pháp, cái dự đoán chính xác tiếp theo. Chứ đừng, chúng ta nhìn sai các vấn đề, chúng ta nhìn cái tư duy của thị trường chứng khoán, mà một khi cái sự vụ này nó xảy ra ngoài phạm vi của thị trường cổ phiếu, ngoài tư duy thông thường đắt rẻ, ngoài cái việc đó là định giá, ngoài cái việc gì đấy, thì đôi lúc là chúng ta cần phải có một cái góc nhìn khác để nhìn vấn đề, ít nhất là nhìn vấn đề đúng thì quyết định sau này nó mới đúng. Chứ đừng chúng ta cứ nói những cái điều mà nó không đúng thì chắc chắn là kết quả đầu tư nó sẽ không đúng. Đấy là những điều mà mình muốn chia sẻ thôi. Một lần nữa thì mình biết là video này nó có thể nghe âm thanh không được tốt, mình nói không được hay, có nhiều vấn đề mình nói nó không được tế nhị hay là gì đấy, hoặc là nó không đúng với chính chị, thì mình cũng rất là mong là chính chị thứ lỗi. Còn chị nào thấy ok, thấy hay, điều này hợp lý, góc nhìn này mới mẻ, góc nhìn này nó mới là đúng, góc nhìn này nó mới là hợp lý, góc nhìn này nó mới là những điều mà trước kia chị không nhìn, chưa nhìn, hoặc là chưa có cái để tham khảo, thì chị có thể là chia sẻ ủng hộ đồng viên của mình, và chia sẻ đến nhiều chị khác, bạn bè, đồng nghiệp, vân vân vân. Và cuối cùng thôi, và mình cũng như thế là cố gắng giúp cho, hỗ trợ các anh chị, mong mang đến những góc nhìn để hỗ trợ anh chị ra quyết định. Chúc anh chị luôn khỏe, luôn có nhiều sự đam mê với thị trường tài chính, và luôn đồng hành cùng với bọn mình. Khi nào, bất kỳ khi nào có thời gian, có cơ hội, chúng ta sẽ cùng thảo luận với nhau. Cảm ơn tất cả anh chị rất nhiều.